suy tĩnh mạch là một cái mà người ta bàn cãi rất là nhiều. Bởi vì thực tế là như thế, cũng là đến ông bác sĩ lâm sàng này, ông nói là người này bị suy tĩnh mạch, đưa ra làm siêu âm thì ông này nói suy chứ nó không, nó không có thống nhất gì hết. Thì bây giờ tôi sẽ đề cập đến một số cái, tức là nó được rất là dùng nhiều trong cái chẩn đoán. Và đúng ra đó, lâm sàng người ta gọi là rối loạn tĩnh mạch mãn tính. À, và đến năm 94 thì người ta mới có một cái động vật, cái công đoàn CDIP của cái hiệp hội mà tĩnh mạch của Mỹ. Thì đây là một cái hiệp hội rất là nổi tiếng. Và sau đó 10 năm sau thì đến năm 04 thì nó với cái phân loại CAP này mới đưa đến một cái phân loại cải tiến. Thì những cái này bắt buộc là phải biết. Và nhưng mà đến lúc đó thì chưa có sự đồng thuận giữa mấy nhà tĩnh mạch học và nhà nghiên cứu hình ảnh về cái siêu âm rất đa chủng cho mình đoán. Cho đến tháng 8 năm 2003 thì nó có hội nghị đồng thuận của cái hội tĩnh mạch học quốc tế. Từ bây giờ cho đến bây giờ thì về lĩnh vực tĩnh mạch học đó, thì cái hiệp hội của Mỹ là American Venous Forum và IUP của cái châu Âu là hai cái tổ chức lớn nhất về tĩnh mạch, thì họ đưa ra những cái tài liệu đồng thuận. Thì cái bài này nó dựa vào chủ yếu là những cái đồng thuận. Đây là một cái CAP mà nó đưa ra năm 96 và sau đó 94 và sau đó là đến 2004 thì là nó đưa ra cái cải tiến và một loạt những cái đồng thuận của cái của châu Âu về cái tĩnh mạch. Và với những cái tài liệu này thì tôi xin thống nhất với chị một số cái. Cái thứ nhất là lưu ý về thuật ngữ. Vì cho đến bây giờ đó là cái tĩnh mạch đùi, trước đây á là cái tĩnh mạch đùi nông, thì bây giờ người ta gọi là tĩnh mạch đùi. Lý do là gì? Cái tĩnh mạch đùi nông nó thuộc hệ sâu, nhưng mà khi mình nói tĩnh mạch đùi nông thì người ta cứ nghĩ là nó hệ đông, đúng không? Cái hệ tĩnh mạch hiện là đông, còn tĩnh mạch đùi nông là nó đi kèm với động mạch đùi nông. Nhưng mà người ta cứ lẫn lộn, cho nên bây giờ hội tĩnh mạch nó quyết định là nó bỏ luôn chữ nông. Và nếu mà cái tĩnh mạch đùi nông thì nó gọi là tĩnh mạch đùi, nó không phải tĩnh mạch đùi nông. Rồi, cái lông sa phen này bây giờ người ta không dùng nữa, không dùng tụng hình thành dài nữa, mà nó gọi crest sa phen, tụng hình thành lớn. Rồi, cái nhánh phụ của tĩnh mạch hiện lớn thì trước đây nó gọi là tĩnh mạch leo nặng đô, thì bây giờ cũng sẽ không có xài nữa. Cái nhánh phụ tĩnh mạch hiện lớn thì nó có hai nhánh. Một cái là nếu mà từ mình có cái tĩnh mạch hiện lớn này thì nó có một, thông thường nó có một cái nhánh lớn tĩnh mạch hiện lớn đó, ở phía lateral đây, còn xuống đến cái tầng cẳng chân của mình á là cái nhánh phụ tĩnh mạch hiện lớn đó, nó nằm phía trong này đó. Thì cái nhánh phía trong đó là nó gọi là cái ngày xưa nó gọi là leo nặng đô, bây giờ là nó là cái nhánh phụ phía sau của tĩnh mạch hiện lớn. Rồi cái tĩnh mạch hiện bé này đó thì bây giờ nó gọi là small chứ nó không gọi là lesser nữa đó. Rồi cái tĩnh mạch hướng lên đùi, tức là cái quai tĩnh mạch hiện bé nó đổ vào em, rồi sau đó là nó có một cái nhánh chạy lên trên đùi, thì ngày xưa nó gọi là tĩnh mạch Jacobini, thì bây giờ nó gọi là cái nhánh hướng lên đùi của cái tĩnh mạch hiện bé, gọi là hai cái thành sông. Rồi những cái tĩnh mạch cúc kịt, những cái tĩnh mạch cúc kịt là những cái tĩnh mạch xuyên mà từ cái nhánh cái tĩnh mạch hiện lớn đi xuống đây, thì cái nhánh phụ phía sau đây, thì cái nhánh phụ phía sau nó hay có những cái tĩnh mạch xuyên đó, thì những cái tĩnh đó nó gọi là posterior tibial perforating vein, tức là những cái tĩnh mạch xuyên ở đùi sau, cái bộ chạy sau. Thì đây là những cái, nhưng mà những cái lưu ý lớn nhất là cái tĩnh mạch đùi nông nó không dùng nữa mà nó đổi tên là tĩnh mạch đùi. Rồi đó là về thuật ngữ. Cái thứ hai là bây giờ tôi đề cập thẳng vô cái CAP cải tiến luôn, tức là 2004. Thì cái này bắt buộc phải có sự thống nhất với mấy nhà lâm sàng. Thứ nhất, cái C này là cái clinical, tức là cái lâm sàng. Cái C0 là bình thường, C1 là giãn mao tĩnh mạch, C2 là giãn tĩnh mạch dưới da, C3 là phù, C4A những đốm sắc tố mặt tràn, C4B sơ cứng bì, C5 là loét tĩnh mạch lành, C6 là đang loét tĩnh mạch, tức là
nó hiện tại nó đang loét, còn cái C5 là nó loét rồi và đã lành. Cái S là có triệu chứng, tức là symptomatic, mà A là asymptomatic, tức là không có triệu chứng. À, đây là C, còn là C đến Y là nó là etiology, tức là nguyên nhân đó, tức là congenital là bẩm sinh, cái preventive là nguyên phát và cái secondary là thứ phát. Và nó có một cái nữa là không xác định, là gì em nè, không xác định, tức là không xác định được nó là bẩm sinh, không xác định được là nguyên phát và thứ phát. Cái A đó là cái giải phẫu anatomy thì nó gồm có AS tức là thuộc nông, AP tức là cái perforating là xuyên, và AD tức là adip là thuộc tĩnh mạch sâu, và N, AN tức là không có xác định. Về cái physiology tức là cái sinh lý á, thì cái PR tức là cái trào ngược, PR tức là obstruction tức là nó tắc nghẽn, và nó vừa tắc nghẽn vừa trào ngược thì nó là PRO, và PN là không xác định. Đó, thì cái phân loại này bắt buộc là phải có thống nhất giữa cái nhà lâm sàng và cái nhà siêu âm. Rồi tiếp đến nó đánh số, nó đánh tên cái tĩnh mạch, như tĩnh mạch nông, một là mao mạch, hai là tĩnh mạch hiện lớn trên gối, ba là tĩnh mạch lớn dưới gối, bốn là tĩnh mạch hiện bé. Đây, cái này là bắt buộc thì sau cái này mình không có thuộc hết được, nhưng mà cần mình dở các bạn này ra. Đó rồi, cái mức độ khảo sát nó cũng quy ra là mức độ một là khám với các nhà tĩnh mạch học, có thể được khảo sát bằng lốp le, bằng ánh sáng tay, tức là miếng thai siêu âm tĩnh mạch học giờ nó có thể nó làm siêu âm luôn. Cái mức độ 2 là khám bằng máy lốp le trực, tức là đưa xuống và được đó hình thành. Đó, và sau đó thì thông thường nó đưa đến một cái chẩn đoán nó hơi phức tạp như thế này. Đây là cái thời gian khảo sát và nó chia ra C, E, A, B, tức là đó, nó đưa ra những con số cụ thể dựa theo cái phân loại đó. Thì nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà chắc chắn vào thời gian bắt buộc khi người ta đã làm tĩnh mạch, người ta phải làm theo cái hướng này. Rồi bây giờ đó, đưa ra một số cái khái niệm mà mình phải thống nhất với nhau là cái chronic venous disorder, tức là những cái rối loạn tĩnh mạch mãn tính. Thì cái này nó gọi chung cho từ C1 đến C6. Đó, nó cái dạng tĩnh mạch dưới da khá thường gặp, và trong nhiều trường hợp người ta dùng của bệnh là không hợp lý, tức là nhiều người nó chỉ giảm tĩnh mạch dưới da đơn thuần thôi. Đó, thì cái đó nó thuộc về C1. Cái suy tĩnh mạch mãn tính mà mình hay dự đoán như siêu âm thì nó từ C3 đến C6, tức là C1, C2 mình làm siêu âm hoàn toàn. Mặc dù là trên lâm sàng nó thấy là giảm tĩnh mạch dưới da, nhưng mà không, đây là tôi làm theo đúng sách rồi. Mình làm suy tĩnh mạch mãn tính là từ C3 trở lên thôi. Từ C3 là lúc đầu nó có phù, nó có thay đổi da, có thay tĩnh mạch. Như vậy thì mình nên nhớ suy tĩnh mạch, một trong những cái dấu hiệu gián tiếp. Tất nhiên phù không phải lúc nào cũng là suy, nó phù thật, phù tim, phù đủ thứ. Nhưng mà rõ ràng để nói suy thì ít ra anh phải thấy nó có phù. Nhưng mà cái phù nó rất là dễ tìm ra, đúng không? Trên siêu âm để chút là chẩn đoán được. Thì từ C3 trở đi là nó có phù. Rồi. Còn cái telangiectasia, tức là những cái giãn mao tĩnh mạch, nó đường kính dưới 1 cm, nó là tĩnh mạch mạc nhện hoặc là chỉ tĩnh mạch, tức là mình nhìn thấy những cái đường chỉ như vậy thì nó chỉ là C1 thôi. Đó, mình như vậy thì nếu mà mình chẩn đoán thì lúc đó mình không dùng từ suy tĩnh mạch mạn tính mà mình dùng từ là CVD, tức là rối loạn tĩnh mạch, và mình ghi mở mặt nó là C1 để mình thống nhất là cái này tôi chỉ là C1 thôi chứ không phải là suy tĩnh mạch. Suy tĩnh mạch từ C3 trở lên. Rồi cái regular thì nó từ đường kính nó từ 1 đến 3 mm, nó là dạng những tĩnh mạch nhỏ thôi. Đó, nó cũng xếp vào C1 chứ chưa đến C2. Rồi cái varicose, tức là có nhiều người á, là mình khảo sát tĩnh mạch hiện lớn bình thường, tĩnh mạch hiện bé bình thường, nhưng mà nó lại có những cái tĩnh mạch dưới da nữa nhỉ. Anh chị nào làm gì nên làm cho mình gặp, làm cho nhiều người gặp rồi. Ủa tại sao cái ca này nó kỳ quá? Nhưng mà đó, lúc đó thì mình chẩn đoán là varicose, tức là nó tương đương với C2, tức là nó là những cái ngoằn ngoèo, những tĩnh mạch dưới da đường kính đến trên 3 mm, nhưng mà người ta lưu ý là phải đo từ theo đứng, bởi vì khi đứng thì nó dồn động lực xuống và lúc đó cái áp lực thủy tinh nó dồn xuống thì lúc đó mình đo chính xác. Rồi, và lưu ý là có thể có hoặc là không có suy tĩnh mạch thì mạng tính.
Tức là đây là mới là mức độ C2 thôi. Rồi nhắc lại, như vậy thì mình phải phân biệt giữa hai cái. Cái CVD đó là rối loạn tĩnh mạch mãn tính, nó từ C1 đến C6. Nhưng mà cái CVI đó, tức là suy tĩnh mạch đó, là nó từ C3 đến C6. Như vậy thì chiều nay có lẽ tôi phải nói một phần này với bác sĩ lâm sàng để thống nhất với nhau. Tại sao tôi thấy người ta giảm tĩnh mạch ầm bén với anh chẩn đoán là không có. Rồi để người ta hiểu cho mình là người ta phân loại như này, cái này quốc tế chẳng phải mình tự nghĩ ra. Thấy chưa? Đó. Và anh em làm cũng bình tĩnh mà nói, nhưng mà thực tế mình thấy nó xuyên mình mới nói xuyên chứ chẳng lẽ đúng không? Tại vì nếu mình không nắm chắc đó, là người ta nói mình lên mình coi như đẻo cày giữa đường mình nói theo người ta không được. Đó. Thì bây giờ ví dụ như đây là cái C1 này, tức là những cái chuyện tĩnh mạch dài này. Đây là những cái variable này của cái C2 này. Đây này. Đó, đây là những cái chuyện tĩnh mạch. Cái này là C1, C2 tôi chưa có đến C3. Cái này là variable. Đây là những cái dạng tĩnh mạch dài. Thấy không? Thì và lưu ý rằng là các anh chị thấy là cái độ sâu khảo sát tôi để rất là nông. Và bởi vì sao? Tôi cần khảo sát nông thì tôi phải để nó nông để cho cái hình ảnh nó tốt nhất. Và cái thứ hai nữa tôi dặn các anh chị hôm sáng là có nhiều có chị làm mà tôi không thấy tĩnh mạch đâu luôn, là bởi vì mình đè mạch quá. Đó, thì là tôi cần đầu dò luôn luôn là tôi có cái móng tay này dựa trên da, tức là đầu dò đó nó chỉ nằm ở trên cái lớp gel và nó chỉ tiếp xúc với da nhẹ thôi. Tại vì mình ấn xuống một cái là nó sẽ ép đi. Đó, thành ra là mình hết sức cẩn thận khi mà làm cái tĩnh mạch. Rồi cái này là 4A, cái này là 4B, cái này là 5, nó rét rồi nó lành, và cái này là nó càng rét. Thì từ C4 trở đi là bắt đầu là nó thay đổi sắc tố rồi. Bây giờ C3 là nó bắt đầu có phù rồi, C4 có thay đổi sắc tố, C5 là bắt đầu nó sơ huyền, và C4A là nó đổi sắc tố, C4B là nó sơ chai cái vùng của mắt cá đó, về C5 là nó rét lành, và C6 là nó đang rét. Thì một cái mà mình lưu ý là mình phải phân biệt giữa cái suy tiên phát và cái suy thứ phát. Cái suy tiên phát thì thông thường là mình nói là thoái hóa, thì cứ là người ta lớn tuổi bốn mấy 50 tuổi, nhất là phụ nữ là nó suy tiên phát. Còn cái suy thứ phát thì thông thường là sau cái huyết khối đó, thì người ta chia hai cái, bởi vì hai cái này cái tiên lượng nó khác nhau. Ví dụ như một cái suy tiên phát thì cái tiến triển nó lâu dài, từ C4 đến C6 nó phải chục năm nó mới tiến triển. Trong khi đó nếu mà nó suy thứ phát tức là sau một huyết khối thì nó từ C4 đến C6 nó rất là lẹ, và cái điều trị nó khác nhau. Đó, cái hướng điều trị của hai cái loại này nó khác nhau. Ở đây cái tài liệu này tôi sẽ chuyển giao hết cho các anh chị mình từ từ mình đọc. Tại hôm nay mình sẽ không có nói nhiều quá về lý thuyết. Rồi bây giờ cái vị trí nó như thế nào? Thì hồi sáng thì có mấy ca rõ ràng là có khi là tĩnh mạch hiện lớn nó bị suy rất là rõ, và tĩnh mạch hiện bé nó không sao. Có khi tĩnh mạch hiện lớn bên này nó bị tĩnh mạch hiện lớn bên kia nó không. Không có vấn đề gì là có sao mình cứ từ thật là. Bởi vì đâu có ai bắt buộc nó phải bị suy như nhau hết đâu. Đó, thì mình cứ tả hết. Còn về cái phân bố giải phẫu á, thì rõ ràng là 80% là nó bị tổn thương ở cái tĩnh mạch hiện lớn, thì khoảng chừng 10% là tĩnh mạch hiện bé. Và cái không phải tĩnh mạch hiện, ví dụ như tĩnh mạch xuyên này nọ, nó có chừng dưới 10%. Đấy là tùy theo cái thống kê, nhưng mà đó, ba cái thống kê này khác nhau nhưng mà nó còn lại cỡ chừng như vậy. Và bây giờ tôi muốn đề cập đến cái quy trình và kỹ thuật chuẩn. Thì nó có một cái là cái kháng nghiệm cho huyết khối và cái suy tĩnh mạch nó khác nhau. Đó là bởi vì nếu mà mục đích mà tìm huyết khối á, thì cái này thì các anh chị từ từ thì mình sẽ, thì cái huyết khối thì mình biết rồi, mình sẽ thực hiện lắc ngang và vừa đi theo cái mạch máu mình vừa ép xuống, ha. Đó thì mình biết rồi. Nhưng mà riêng cái suy tĩnh mạch thì người ta lưu ý là gì? Bệnh nhân cần được khám ở tư thế đứng cho việc xác định hoặc là loại trừ ra một bệnh lý. Tức là quy trình chuẩn bây giờ là phải đứng. Cái tư thế đầu cao chân thấp có thể được chấp nhận nếu bệnh nhân không đứng được. Đó, như vậy thì bây giờ trước mắt nếu mình chưa có cái cuộc khảo sát thì mình cố gắng mình xin cái giường mà mình có thể điều chỉnh được cái nằm tư thế folder cũng tương đối rồi. Đó, thì anh Dũng mình giải quyết ví dụ là phải có nằm được cái tư thế folder thì nó mới có giá trị.
Rồi. À, cái lưu ý về cái thang vận tốc hồ, tại vì cái dòng chảy tĩnh mạch nó thấp, cho nên á, là cái thang vận tốc hồ này mình phải để thấp. Không? Thì đối với hệ tĩnh mạch nó phải dưới 15 cm trên dây. Do bên đây tôi để 7 cm trên dây thì nó thoải mái. Tôi đồng ý rằng là khi mình giảm cái thang vận tốc hồ xuống thì nó rất là dễ bị sạc mạch dây chuyển động. Hồi sáng tôi bày các anh chị là mình chuyển sang cái power directional đốt đen, tức là đốt đen năng lượng có định hướng, nó sẽ nhạy màu hơn, mình biết được dòng, biết được hướng dòng chảy, nhạy màu hơn và bớt cái sạc mạch dây chuyển động. Thì như cái máy S7 á, mình có cái mốt đó, mình tận dụng tốc dụng của mốt đó. À, theo khuyến cáo của quốc tế đó, thì người ta đốt đen phổ cần phải thực hiện trên lá cắt dọc, thì điều này hoàn toàn đúng đối với động mạch. Nhưng mà còn đối với tĩnh mạch thì có thể nó có thay đổi. Và bởi vì đây là một ông tác giả nổi tiếng, ông làm việc ở Mỹ. Ông này ông làm việc cái tên này thì không phải là tên Mỹ, nhưng mà ông này làm việc ở New York. Thì ông làm trên lá cắt ngang. Câu trả lời là ông này làm có sai không? Tôi xin khẳng định là ông này làm đúng. Và bởi vì lúc này mình không quan tâm đến cái vận tốc đỉnh, đỉnh tâm thu cuối tâm trương giống như cái động mạch, mà mình quan tâm đến cái thời gian trào ngược thôi. Mà cái thời gian trào ngược thì vô tư mình làm các cách dần, các cách ngang được hết. Đó, đây là quy ước quốc tế là mình phải thực hiện trên lát cách dần. Nhưng mà theo tôi, mình làm đối với hệ tĩnh mạch dọc ngang đều được hết nếu mình làm cái tay bộ. Đó, mình không có cách kè về cái chuyện này. Đây là một số cái hình ảnh là trong cái guideline của quốc tế người ta đưa ra. Đó, bệnh nhân đứng và cái giá đứng có chỗ cho bệnh nhân Việt và đây người ta làm tĩnh mạch hiện lớn này. Đó, cái chân mà không khảo sát là chân trục và cái chân mà được khảo sát là được thả lỏng. Đó, và đây là tĩnh mạch hiện bé này, cái chân bình thường, cái chân không khảo sát là trục và cái chân này thả lỏng. Thấy chưa? Còn mà để cái bệnh nhân gác chân lên đùi thì Việt Nam mình không thấy ai dám làm cái chuyện này. Ha, đây là một số cái giá của các phòng mạch người ta làm. Ở cái này là cái giá ở trong bệnh viện FV tôi yêu cầu bệnh viện người ta làm. Để trong bệnh viện tôi thì Tây có, ta có, cho nên đây tôi làm đến 3 bậc rồi. Đó, và cho bệnh nhân đứng lên trên đây làm. Rồi. À, nó có một cái, tức là khi mà làm á, thì đây là người ta làm tư thế trên lên buông, tức là cái revet, tức là đảo ngược lại, tức là đầu cao trên thấp. Và tôi so sánh giữa hai cái cho các anh chị xem. Đây là một cái tư thế đầu cao chân thấp, thì tôi đo cái đoạn này nó là cỡ chừng 6.3, nhưng mà khi tôi cho bệnh nhân đứng lên thì nó lên 7.3, tức là giữa cái tư thế nằm và tư thế đứng nó khác nhau. Và những cái số liệu mà trong bài này đưa ra để mình ứng dụng là số liệu cho tư thế đứng chứ không phải cho tư thế nằm, tức là đứng nó sẽ tốt hơn. Đó, và đây là cái tài liệu mà người ta đưa ra. Người ta đề nghị là gì? Người ta đo cái đường kính đối với hệ tĩnh mạch hiện bé, đối với hệ tĩnh mạch sâu thì mình sẽ không dựa vào khẩu kính tĩnh mạch để mà chẩn đoán suy tĩnh mạch. Bởi vì cái hệ tĩnh mạch sâu là cái hệ tĩnh mạch sâu nó giống như cái bể chứa máu đó, và khi cần thiết nó có thể giãn lớn ra và người ta không dựa vào nó để chẩn đoán. Nhưng mà riêng hệ nông thì người ta dựa vào cái khẩu kính tĩnh mạch. Thì cái guideline này thì đầu tiên nó đưa ra là người ta đo 3 cm dưới qua tĩnh mạch hiện lớn, và hoặc là người ta chọn đo giữa đùi và tại khớp gối. Người Việt đo đạt được tiến hành ở đoạn tĩnh mạch có vách song song và không bị phình khu trú. Đó, như vậy là với cái guideline đầu tiên vào năm 2006 thì người ta yêu cầu là đo tĩnh mạch lớn là ở tư thế đứng. Nhưng mà cái ba câu hỏi đặt ra là đo lá cắt ngang hay lá cắt dọc không đề cập, đo ngoài ngoài hay đo trong trong không đề cập, giá trị ngưỡng cũng không đề cập luôn. Trong cái guideline này tôi cũng đặt là hoàn toàn không có một cái gì hết. Rồi, như vậy là sau đó cho đến năm 2011 thì một cái guideline nữa, một cái consensus nữa, tức là một cái đồng thuận nữa của cái hội tĩnh mạch châu Âu đó, thì nó đưa ra là gì? Và thứ nhất là người ta đo trên lá cắt ngang, và thứ hai người ta đo ngoài ngoài, tức là bao gồm cả thành tĩnh mạch. Và thứ ba là cái vị trí đo là 3 cm dưới qua tĩnh mạch hiện lớn, tại giữa đùi, tại khớp gối và tại giữa bắp chân, rồi cũng đo ở tĩnh mạch có vách song song đó và không có bị phình khu trú.
Và đây là đo cái nhánh phụ phía trước của tĩnh mạch hiện lớn, thì người ta cũng đo 3 cm dưới khoa, đo tại vị luôn. Rồi bởi vì các chị nên nhớ, sinh lý bình thường á, thì cái nhánh chính tĩnh mạch hiện lớn nó luôn luôn lớn hơn nhánh phụ. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái trường hợp, tức là nhánh chính hoàn toàn bình thường, nhưng mà bệnh nhân bị suy cái nhánh phụ phía trước, và lúc đó nhánh phụ phía trước rất là to so với cái nhánh chính, nó bị lúc nào suy cái dạng ra rất là to. Rồi, như vậy thì đến đây thì người ta mới thống nhất được là gì? Thứ nhất, đo tư thế đứng. Thứ hai, đo trên lá cắt ngang. Thứ ba, đo ngoài ngoài. Cái giá trị người chưa có. Thì đến cái tài liệu năm 2012, đây là một cuốn sách của cái ông Mendoza, cái tác giả này cũng khá nổi tiếng ở châu Âu. Thì là ông mới đưa ra là cái đường kính tĩnh mạch hiện lớn nó tương ứng với lâm sàng và đo ở vị trí đùi cao, tức là 10 đến 15 cm dưới quai tĩnh mạch hiện lớn, nó có độ nhạy và độ chuyên biệt hơn là đo ở quai. Đó. Thì như vậy thì theo cái tài liệu của ông này, đến năm 2014 ông viết thành sách, ông đưa ra là gì đó. Đây là cái nếp bẹt thì người ta đang đo thấp xuống khoảng dưới 1 đến 1.5 tấc, đo phía dưới. Và như vậy là đo từ 10 đến 15 cm dưới quai tĩnh mạch hiện lớn. Đó, đo cái đoạn tĩnh mạch song song. Thì người ta thấy rằng là đường kính trung bình là của người bình thường đó là cỡ chừng 7.5 tại quai tĩnh mạch hiện lớn và 3.7 tại vị trí đùi cao, tức là cái vị trí số 2 này. Đó, cái vị trí số 2 này rất là quan trọng. Đó. Và ở bệnh nhân suy tĩnh mạch thì là cái tại quai đó là 10.9 và cái tại vị trí đùi cao này là 6.3. Thì thông thường bây giờ tôi sẽ lấy 2 cái mốc này. Tức là bình thường là tôi đo cái này nó khoảng chừng dưới 1. Anh nhớ, bây giờ 3.7 thì không nhớ, mình nhớ là ở cái vị trí từ nếp bẹn xuống khoảng chừng 10 đến 15 cm. Đó. Và mình đo nếu mà nó 4 trở lại là ok, nhưng mà nó 6 trở lên thì coi chừng là trong tiền. À, bây giờ mình nhớ 4.6 đi. Đấy vậy. Hoặc là mình 4.7 cũng được, tức là mình làm tiêu chuẩn nó thoải mái hơn. Thì rõ ràng như sáng hay có trường hợp suy mình thấy rất là rõ, một bên thì hoàn toàn bình thường, chưa đo là mình thấy rồi, hai bên một cái như này, một cái nó co đùng ra, cái này trên là sao, rồi cái cao hồi sáng đó cao bên phòng F7 đúng không? Đó. Thì cái này thì cho đến bây giờ nó bộ cái á, là như vậy thì bây giờ tôi tạm gọi đây là cái giá trị ngưỡng, là bởi vì sao nó vẫn chưa có thống nhất, nhưng mà đây là một cái tài liệu tham khảo mới nhất cho đến thời điểm hiện tại. Thấy chưa? Đó. Thì bởi vì vấn đề là như thế này, ngoài cái khẩu kính này mình còn đo cái bộ đầu được nữa, nhưng mà như hồi sáng với anh em nói là nó tùy thuộc rất là nhiều, tùy thuộc tình trạng bệnh nhân, tùy thuộc bệnh nhân có hợp tác hay không, tùy thuộc kỹ thuật mình làm nữa, thành ra là mình phải kết hợp thôi. Thì riêng về cái khẩu kính tĩnh mạch thì tôi đề nghị các chị lấy tiêu chuẩn đi. Bây giờ mình thống nhất là mình đo từ vị trí nếp bẹn trở xuống và nó dưới 4 mm, ok, xem như là bình thường. Nhưng mà từ 6 trở lên, tức là mình có khoảng cách nó trên lệch hẳn nhau thì đó. Rồi, và đó, cái 4 cái 6 này thì là lưu ý hồi sáng nó nói là mình, bởi vì cái tĩnh mạch nó luôn luôn nó hơi bồ dục chứ nó không có tròn. Đó, tại vì nó mềm mà, thành ra là mình sẽ đo hai cái mình lấy trung bình cộng. Đó, lấy hai cái mình tính cho mình. Đây là một trường hợp bình thường. Đây là người ta đo tại quai và đây là đo tại cái vị trí đùi cao. Và đây là một cái trường hợp nó suy, thì đo đây là người ta đo tại quai và đây là người ta đo vị trí đùi cao, thì nên rõ ràng cái bình thường với cái vị trí nó khác hẳn nhau. Cái lý do vì sao người ta ít dùng cái vị trí tại quai, tại vì người ta nói rằng là về mặt giải phẫu á, ở cái tại quai tĩnh mạch rất là thay đổi, tức là có 10 chỗ nó phình hơi lớn lên so với bình thường, cho nên là người ta nói là đo ở vị trí đùi cao nó ít bị cái thay đổi về giải phẫu năng lượng. Đó, cho nên là như vậy là bây giờ mình thống nhất như thế này, tạm thống nhất tức là mình sẽ đo ở vị trí đùi cao, tức là dưới nếp mạng 10 đến 15 cm, và dưới 4 cm thì mình xem là bình thường, trên 6 cm thì cái đó mình coi chừng là ok ha. Và mình đo là mình lấy hai cái đo dọc đo ngang theo cái hình bầu dục đó, mình lấy trung bình nè. Thì đây là tôi làm một cái ở vị trí đùi cao này, đây là bên phải và đây bên trái đó, cái này là chừng là cái này là chừng 7 mm, cái này là chừng là cũng 6.7 mm ha. Thì đó, hai cái này thì các chị thấy cũng là đây là 3 cm dưới quai, và tiếp đến là tôi đo cái vị trí đùi cao.
trăm. Thì hai cái này nó trên bốn, nó gần nó năm gần sáu rồi, thì hai cái ca này cũng là biện pháp là nó là một cái suy giảm. Thì cái này là ở bên phải các anh chị thấy là đây là cái nhánh phụ, đây là nhánh chính của tĩnh mạch hiện lớn. Cái này tôi đo ở cái vùng đại quan, và xuống phía dưới thì các anh chị thấy là nó còn nhỏ xíu này nè, thấy chưa? Và đây là một cái trường hợp mà nếu mà tương ứng với cái vị trí đùi cao như thế này là bình thường đó. Và đây tôi làm cái nghiệm pháp ba sân vai. Cái gì thế nó là mình để cái này, tôi làm cái đốt đèn năng lượng qua định hướng này. Cái gì thấy cái chỗ này nó phình lớn nè, đó đó, và cái màu đỏ là cái dòng đi tới, và cái gì xem có màu xanh của dòng đầu ngược không? Không, cái này không có cái gì. Và làm cái đốt đèn xung nè, thì tôi đo cái dòng đầu ngược nó là có 290 mili giây, cái này nó không có suy giảm. Thấy chưa? Vậy là mình kết hợp, thì thông thường tôi sẽ kết hợp giữa cái đốt đèn màu và cái đốt đèn xung. Và khi tôi làm màu thì tôi không cho cái xung vô, mà khi tôi làm đến xung tôi bỏ được cái màu, thì lúc này mình đo thôi. Thì cái cách đo này thì hồi sáng tôi hướng dẫn anh chị đo trên cái F7 rồi, tức là mình phải đo một con số cụ thể. Tất nhiên là mình nói rằng là bệnh nhân này mình đo lúc này nó 200 mg, lúc sau có thể 200 mấy, nhưng mà phải đo, phải có một con số. Và bởi vì sao, nếu mà nó bệnh lý thì nó sẽ một cái lên 1000 mg với một cái mấy trăm mg nó khác nhau, chứ mình phải đo để mình đo. Rồi, nhưng cái khẩu kính tĩnh mạch là mình dùng cho hệ nông thôi, hệ sâu mình không dùng cái hệ sâu để mình chẩn đoán. Rồi, về nói về trào ngược bệnh lý thì bây giờ người ta gọi là cái này nó nhiều cái bất đồng đó. Có người lấy tiêu chuẩn 500 mg, có người lấy tiêu chuẩn là 1000 mg. Vậy thì cái nào đúng? Thì theo cái guideline mà năm 2006 thì nó là trên 500 mg, nhưng mà sau đó đó thì đây là một cái chung chung thôi. Cái hiệp hội tĩnh mạch Hoa Kỳ nó mới đưa ra cái guideline này, nó mới đưa ra là gì, gọi là suy tĩnh mạch xuyên khi cái thời gian dòng ngược nó là lớn hơn hoặc bằng 500 mg, và cái đường kính tĩnh mạch nó lớn hơn hoặc bằng 3.5. như vậy là đối với cái tĩnh mạch xuyên thì cái thời gian đó là 500 và cái đường kính nó là lớn hơn 3.5. tư thế đứng không có tư thế nằm. Và đến năm 2013 thì cái tác giả Joseph Gismert này, cái ông này cũng khá nổi tiếng, thì cái gọi là trào ngược của cái vùng đùi và queo, tức là thể sâu á, ông lấy là 1000 mg, thể nông ông lấy là 500 mg, tĩnh mạch xuyên ông lấy là 350 mg. Đó, rồi cái tác giả này cũng khá nổi tiếng là Pulo. Thì bây giờ tôi sẽ dùng ông này nhiều, tức là tĩnh mạch đùi chung, tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch queo, tức là thể sâu á, là 1000 mg, nông đùi sâu và tĩnh mạch sâu bắp chân, mạch cơ bắp chân là 500 mg. Như vậy là ngoài trừ cái đùi chung, tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch queo, tức là những cái tĩnh mạch sâu mà lớn á, là mình lấy 1000 mg, còn những tĩnh mạch nông mà tĩnh mạch nhỏ đó là mình lấy 500 mg, riêng tĩnh mạch xuyên là 300 mg, 350 mg. Đó, thì đây là một, nhưng mà ông này ông hơn ba phải, tức là 350 hoặc là 500 mg. Rồi, bây giờ nói về cái nghiệm pháp bàn sân ba, thì cái nghiệm pháp bàn sân ba thì là nó phụ thuộc rất là nhiều bệnh nhân, nhưng mà mình lên đấy là mình phải để dòng và để nhẹ ở trên cái đó thôi, và mình bắt bệnh nhân rằng thì mình sẽ đo cái thời gian đầu ngược đó. Và mình nên làm thêm cái nghiệm pháp ba sân ba trên màu, tức là mình coi nó có trồng được màu hay không. Vì nhiều khi đó, cái này nó rất là rõ khi mà nó trồng được màu, thấy chưa? Thì như này là đủ để chẩn đoán rồi đó. Nó khác hẳn với ca lúc này bình thường mình thấy đâu có dòng trồng được đâu. Cái này là khi mà người ta nặng thì phải là cái dòng trồng được màu rất là rõ, thấy chưa? Nó bị alien luôn đó. Và cái này
tôi làm khi mà tôi làm qua Trắng Em và Sung thì tôi bỏ luôn phòng thì nó rất là lợi hại. Khi mà nó có cái dòng đào ngược như này thì lúc này tôi đo cái dòng đào ngược nó đến 1800 mili giây, như vậy thì nó khác hẳn với mấy trăm mili giây lúc nãy, đúng không? Nhưng mà rõ ràng cái này là bệnh lý, thành ra là mình sẽ đo được, mà mình nói nó trào ngược là cụ thể con số nó bao nhiêu. Tất nhiên lần này mình đo nó 1800, lần sau có thể đo 2000, nhưng mà nó là 1800 2000 chứ không phải là vài trăm đó. Và cái thứ hai nữa là mình thấy cái vai này nó không có đóng này, thấy chưa, nó trào ngược và nó không có đóng. Thì đây là một cái suy luận rất là rõ đó. Nhưng mà tôi rất là hay dùng Trắng Em để điều trị loãng xương, là bởi vì cái gì? Tôi cho bệnh nhân làm biện pháp van san va, tôi nhìn trên Trắng Em thôi, rồi tôi thấy cái van này nó bị hư nè, cái gì thấy nó cụt ngược không, chị thấy dòng đầu ngược không, thấy chưa? Làm này tôi chẩn đoán rồi, không cần đến sụn, cũng không cần đến nó, thấy chưa? Cái dòng đầu ngược rất là rõ mà, đúng không? Đầu ngược rất là rõ, thấy chưa? Đồng ý không? Cái dòng trào ngược này rất là rõ, không cần dùng đến Trắng Em. Đấy đó, dòng trào ngược này cái hương vàng này, hương vàng này. Đấy giờ, cho màu vô nó còn thua cái lúc này. Cái màu này đâu có đẹp bằng cái hình ảnh. Đấy giờ, giờ mình coi ngược này. Trào ngược trên Trắng Em rõ hơn trên cái màu. Vậy cái khi mà màu mình thì giảm theo nó còn màu xuống thì nó rất là dễ bị sợ như bị đầu. Đó, và tất nhiên là luôn luôn tôi phải làm lại. Cái này đến 1600 đi ra, đúng không? Nó rất là rõ để mình chẩn đoán. Và cũng bệnh nhân đó tôi làm lại thì nó đến 2003, ok. Vấn đề là cái tại vì nó phụ thuộc vào cái thời gian bệnh nhân rặn, bệnh nhân rặn cái hơi nó dài thì nó sẽ được. Cho nên là nó cũng có cái, cho nên là sau đó người ta mới đưa ra một cái dụng cụ chuyên dụng để mà bệnh nhân thổi để mình cho chẩn đoán. Nhưng cái dụng cụ này tôi không thấy ở Việt Nam. Rồi, mình tận dụng tối đa cái tương phản thiên thác cho động mạch. Đây là một cái suy, đây là cái tĩnh mạch lớn ở bên phải. Nó có một cái dòng, nó có hồi âm thiên thác và cái gì thấy đây là cái dòng đó. Cái đây là cái lá van bị hư hại. Rồi bây giờ mình sẽ xem khi người ta thực hiện cái nghiệm pháp van san va. Và như vậy nếu mà với cái hình ảnh Trắng Em mà mình làm được như này là mình nói suy tĩnh mạch luôn rồi, không cần phải màu nữa, đúng không? Rõ ràng cái này đó, cái hình ảnh trước là đây là nó thay đổi dòng chảy theo sinh lý, tức là khi mà nó cái áp lực trong bộ bụng nó dương, nó dương đó là cái gì đấy nó tự động nó trào ngược qua đây, cái van lá van nó bị hư hại, không? Đó, đây là cái dòng chảy như vậy đó. Đây là cái lúc bình thường và khi mình làm cái nghiệm pháp van san va, mình thấy cái dòng cái lá van nó hư hại, cái dòng trào ngược. Nếu mình dùng màu mình không thấy cái hình ảnh. Thấy chưa? Đó. Thật ra là không cần màu cũng chẩn đoán được cái suy tĩnh mạch. Đó. Và luôn luôn nói gì thì nói, tôi vẫn làm cái đốt đen. Và để làm cái đốt đen này đó, thì làm đốt đen xung này á, thì thông thường đối với hệ tĩnh mạch mà làm chẩn đoán thì luôn luôn tôi mở cái cửa sổ này thiệt lớn. Đó. Và cái thời gian trào ngược này tôi đo là chừng 2000 mili giây. Đó. Đây là một cái dòng trào ngược qua van mình thấy rất là rõ ở trên cái này, thấy không? Không cần màu, thấy chưa? Mình làm ở trên cái này, đây là trên Trắng Đen đang chảy màu. Và khi mà mình làm cái van san va nó thua cái hình ảnh của mình, thấy không? Và đó, luôn luôn tôi vẫn phải dùng đến cái sụn. Thì cái này nó là trên 500 mili giây, không có làm cái trào ngược nhẹ thôi. Dạ. Cái nghiệm pháp ép và thả đường đầu dò tức là sao? Cái này mình dùng cho cái quay mình ép xuống mình thả lên thì thông thường khi mình ép xuống thì cái dòng chảy nó tới thôi, mà mình thả nó không có được phép có dòng trào ngược, thì đây là bình thường. Còn đây là khi mình ép mình thả mình thấy nó đổi màu như này, tức là không có dòng chảy, đơn giản như vậy thôi. Thì đây là mình dùng cho cái quay để thành hiện bé. Đây là một trường hợp khác đó, mình ép. Nhưng mà luôn luôn ý là để ý màu trên thân của màu. Rồi, cái nghiệm pháp rửa máu tức là mình bóp ở phía dưới ha. Thì đây là một cái tôi dùng trên cái đốt đen năng lực có định tướng này. Đây là một cái dòng chảy tới của cái quai tĩnh mạch hiện bé và chưa có dùng cái nghiệm pháp ép thả đầu dòng, tức là nghiệm pháp rửa máu. Và đây là khi mà mình
dùng cái nghiệp pháp mà bóp ở dưới đó, bóp dưới bắp chân ra thì mình sẽ thấy cái dòng đời ngực rất là rộng. Bây giờ và mình đo cái tĩnh mạch hiện bé mà 3 cm từ phía dưới đó, thì cái cổ kính đó, mình đang nằm lại. Đó. Còn bình thường đó, là mình biết rằng là đây là một cái dòng trào ngược. Bình thường cái dòng tĩnh mạch hiện bé là nó phải đổ nha. Đây là cái nhánh Jacobini là cái tĩnh mạch hướng đến đùi đó. Bình thường là cái dòng đó, bình thường. Nhưng mà rõ ràng là trong trường hợp này á, là nó trào ngược thiên pháp rồi. Tức là mình chưa làm nghiệp pháp gì mà nó trào ngược rồi. Đúng không? Bình thường cái dòng này nó phải chạy theo hướng này, chưa nó trào ngược rồi. Đó. Chưa nó là trào ngược thiên pháp rồi. À, trường hợp này thì mình sẽ thấy rằng là cái tĩnh mạch hiện của bé này nó rất là lớn, giống như gần giống như cao hồi sáng gặp qua tĩnh mạch hiện đó. Đó, rất là bự và nó có cái trào ngược thiên pháp luôn. Đó. Và đây khi mà mình dùng cái nghiệm pháp đẻ đầu dò, mình dùng cái nghiệm pháp đẻ đầu dò thì mình sẽ thấy là mình ép đầu dò xuống và nó xuất hiện cái dòng trào ngược này. Đó. Thì khi mình thấy nó đổi màu như này, cái này là mình dùng biflomalon thì nó cũng gần gần giống như cái đốm đe màu của tên. Đó. Đó. Thì đây là cái dòng trào ngược rất là rõ ở trên cái biflomalon. Đây là cái nhánh tĩnh mạch xuyên. Bình thường đó là cái dòng nó từ hệ nông về sâu. Đó. Nhưng mà cái cổ kính này á, là nó lớn hơn 3.5. Thì với cái đường kính là mình chẩn đoán nó là suy rồi. Trên 3.5 thì như thế là mình chẩn đoán suy cái tĩnh mạch xuyên rồi. Cái này mình đo là 4.2. Đó. Và bình thường như vậy là cái dòng chảy nó từ hệ nông về sâu. Đó. Và ở đây mình sẽ làm cái so sánh giữa cái đốm đen màu và cái đốm đen năng lượng có định hướng. Rõ ràng mình làm cái đốm đen năng lượng có định hướng đẹp hơn hẳn so với cái đốm đen màu. Đốm đen màu nó bị sập. Bây giờ thật ra là xài trên cái S7 ở đây, mình có S7, mình có cái mốt này thì mình tận dụng cái mốt này để chẩn đoán nha. Rồi bây giờ mình nói đến một số đây cái dòng, nhưng mà trên các em mình cũng thấy rất là rõ cái dòng đi từ hệ đồng đến hệ sâu. Cái này thì mình đo tĩnh mạch xuyên mà nó đến 6.8 là nhiều đó là đủ để chẩn đoán rồi. Thế giờ rồi mình có thể dùng cái nghiệm pháp ép đầu dò luôn, bởi vì nếu mà cái van nó ngăn tốt thì mình ép là chỉ có dòng chạy tới, nó không có được dòng chạy ngược. Thế giờ và ép mà nó đổi màu như này nó là suy. Đó. Đây là một cái trường hợp khác, mình nhìn kỹ là lúc này là mình chẩn đoán trên cánh đen được mà nó có dòng đầu. Bình thường nó đi từ hệ nông về hệ sâu, còn trường hợp này mình thấy đang từ hệ sâu nó chạy ra hệ nông. Đây là trên cánh đen, còn trên màu là mình thấy rất là rõ nó đang chạy từ hệ nông về hệ sâu, đúng không? Vậy là chưa cần làm nghiệm pháp gì là mình chẩn đoán nó luôn, nó là suy rồi. Bình thường sinh lý là nó phải từ hệ nông về hệ sâu, còn bây giờ nó chạy ngược lại từ hệ nông ra, từ hệ sâu ra hệ nông, thì cái này nó là suy rồi. Hoặc là trường hợp này cũng như vậy, đấy là luôn luôn một cái dấu hiệu là luôn luôn nghĩ là suy tĩnh mạch. Và cái dòng chảy nó đang từ hệ sâu ra hệ đâu, và nó có tinh thần cho màu vô thế này. Thế chứ, nó đang chảy từ hệ sâu ra. Thì với cái này là mình thấy cái hình này là mình chẩn đoán luôn, không cần làm thêm. Bởi vì cho nên là nếu là mình đã nắm kỹ vấn đề rồi thì có lẽ là mình không có quá phức tạp trong cái chẩn đoán. Rồi chưa hết. Thay để cho kết luận cho cái bài này để mình lấy thì nó nhắc lại như thế này. À, là cái bảng này có lẽ mình phải thống nhất với bên lâm sàng và mình phải có tên trong cái bảng để mình tham khảo nha. Tức là người ta phải phân loại theo CEAP và kết hợp, ví dụ như đây là một cái bệnh nhân sinh động thì nếu mà người ta làm siêu âm mình thấy trào ngược ở cái tĩnh mạch hiện lớn trên và dưới gối, tức là mình phải chia ra, tức là hoặc là cái đoạn trên gối nó có suy hay không, hiện lớn là trên gối có suy không, đoạn dưới gối là mình chia ra 2 khúc. Đó. Rồi suy tĩnh mạch xuyên vùng cẳng chân, trào ngược ở tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch quai, không có dấu hiệu của tĩnh mạch, và người ta phân loại theo cái CAP 1994 thì nó như thế này, nhưng mà theo cái cải tiến 2004 thì nó không phù hợp. Thì cái này nó sẽ liên quan đến cái mấy cái nhà lâm sàng người ta điều trị. Rồi còn cái phân loại cái cấu trúc tê tĩnh mạch đó, thì nó theo cái bảng này, tức là nếu mình nói số 6 là nó tương đương tĩnh mạch trụ dưới, số 12 là tĩnh mạch trụ sâu, thì cái này nó quy ước quốc tế luôn rồi.
Nhưng mà khi mà đọc đến cái này thì tôi có một cái thắc mắc mà không thấy sách nào giải thích, là những cái nhánh phụ của tịnh tăng hiện lớn và hiện bé là nó không có số mấy thì nó suy hết. Thì tôi chỉ có, nếu mà không có trong này thì mình phải nhìn, tại vì nhiều khi là tịnh tăng hiện lớn nó không bị, mà nhánh phụ phía trước mà, hoặc là nhánh phụ phía sau nó bị. Đó. Ví dụ như cái tịnh tăng hiện lớn á, thì cái vùng đùi á, thì cái nhánh phụ phía trước rất là lớn và đôi khi có nhánh phụ phía sau rất là nhỏ, mà xuống đến tầng gần chân á, thì cái nhánh phụ phía sau rất là lớn và cái nhánh phụ phía trước thì hầu như không có, rồi nó khác nhau như vậy. Đó, và đây là một cái bảng, cái cách trả lời, đó là người ta đo và người ta ghi cái thước và người ta vẽ những cái chỗ nó bị giãn này ở bên phải khác, bên cạnh khác. Đó, thật ra là làm đi làm lại thì tôi thấy rằng là sáng nay tôi để ý anh em làm thì tôi thấy là chưa có sự thống nhất, đúng không? Trên này thì tôi hay làm đứng hay ngồi, đứng hay nằm, nằm. Thì bây giờ nó khổ cái là bây giờ khi mà làm rồi mới thấy, tức là nếu mình làm ở tư thế nằm nó dễ hơn tư thế đứng rất là nhiều, là tư thế đứng mình phải làm thời gian có kinh nghiệm để làm. Và cái thứ hai là bệnh nhân không có được quá yếu, bệnh nhân quá yếu mình để người ta đứng không nổi đâu. Đó, thì bây giờ vấn đề là trong khi mình không cho đứng được thì là mình cố gắng mình để cái tư thế cái đầu cao trên thấp thì nó tăng cái độ nhẹ cho mình hơn. Đó, và hồi sáng tôi để ý thì tôi đây đề nghị anh em là, tức là mình khi mà bệnh nhân nằm thì mình để nên nằm cái tư thế giống như chân hết vậy đó, mình dàn ra. Và như vậy thì hầu hết là mình khảo sát cả toàn bộ, như hồi sáng mình làm cái ca là làm phía trước thì thấy không cần thiết phải nằm, không cần thiết phải nằm sấp. Vì đối với ví dụ những người sau mổ hoặc những người già nằm rất là khổ khi mà bắt người ta nằm.